Hôm nay giờ đã lâu không? Lâu. Chia sẻ với mọi người là chị hai, chị ba mấy tuổi, giờ đang làm gì đi? Xin chào tất cả các bạn. Mình là Châu Nguyễn, thì năm nay mình 19 tuổi và mình là chị cả trong nhà. Hello mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Minh Thi, là chị em sinh đôi của Nguyễn Thi, là em của bạn. Em của chị. Chị hai, chị ba có biết hôm nay là mình sẽ đi đâu không? Cho đoán. Trời, cho đoán luôn. Cho đoán hả? Dạ, bộ được đoán đúng nha. Thì chắc có thể là làm một cái gì đó, chẳng hạn như chén hay là cái tô mình tự làm. Làm gốm. Làm gốm. Làm gốm đó, vậy đó mọi người. Làm gốm đó. Biết làm, biết mấy cái mã, cái chanh nhỏ xíu cái nè, xong rồi cái vẽ là đó. Em nghĩ cái này á, em là chị hai sẽ làm đẹp, còn chị ba là thôi. Con dâu nhớ con dâu á. Đúng vậy, em nghĩ là chị ba là sẽ không. rất đài. Nhưng mà cũng tùy, tại vì cái dạo này liên quan tới vẻ hả mọi người. Dạo này Minh Thi dễ đẹp lắm. Ôi em thấy con dâu có 4 chân rồi, không còn 2 chân. Nhưng mà em thấy này mình tiết lộ là vẽ thôi nha, chưa biết là vẽ gì nha. Ý là mình sẽ vẽ, nhưng mà mình vẽ gọi là cái tâm tư nguyện vọng, chứ không phải là copy bát như chị ba. Chương trình sẽ thu lại điện thoại của các bạn. Giờ đây cho mi em gửi lại cho ba bạn hai cái đồng hồ để chúng ta có thể bấm giờ là 4 giờ bên cạnh nhau, một cái cho giờ chị hai, một cái cho Việt Thi nha. Liêu liêu. Đây thì tại vì người ta có cái này người ta tự bấm. Ờ ghê vậy ta. Vì chị hai Quế Trần rất thích vẽ và viết chữ, còn chị ba Minh Thi lại thích làm các món đồ handmade, nên hôm nay Việt Thi đã bí mật dẫn hai chị đi vẽ tô lên chậu cây. Hy vọng rằng Quế Trần và Minh Thi sẽ yêu thích. Vẽ cuối chân chị Bi luôn á. Như cái giò dừa. Chị ơi, vẽ đẹp, đẹp quá nhỏ. Cuối chân đang vẽ mình. Cuối chân vẽ đẹp quá nhỏ, cho em coi cái coi. Cuối chân đang vẽ mình á. Cái này em, mà Thi em nhỏ hơn cuối chân đúng không? Cuối chân có một người không? Em chưa vẽ một người, chấm mà... chấm nhạt thôi nha, đừng chấm đậm quá. Nhưng mà chấm hơn mất. Nhưng mà nhìn là cái này, nhìn là biết cái này là quý chân này, cái này là Thi em nè. Sao mà đang vẽ mình có cái máy là mình đó mọi người, còn hai người đây là để chấm thêm một người nữa để phân biệt được. Chị ba là trọng tài đi, xong chị ba ra câu hỏi là mình chị hai phải đây phải đoán của nhau xong trả lời liền. Ok, giờ mình trước cho. Giờ thích màu gì? Thì chị là màu xanh. Chị hai thích màu đỏ. Đúng rồi. Chị ba thích ăn gì? Chị hai thích ăn gì? Thì chị ăn phô mai, đồ béo. Quế Trần hả? Chết chưa. Quế Trần thích ăn cái gì ta? Để suy nghĩ đi. 5. Quế Trần 4. Thích ăn 3. Đồ nướng 2. Xài hồng. Vẫn là trái cây. Ồ nhất mà. Em thích màu gì? Màu xanh lá cây. Được. Em thích ăn gì? Mày. Vì cũng thích ăn trái cây giống mình vậy. Đúng rồi, em thích ăn trái cây với lại thích ăn đồ nướng. Thích ăn đồ nướng lắm. Chưa, nãy mình tính nói đồ nướng. Nhưng mà dạo này Việt Thi hay đòi ăn mì sốt kem lắm mọi người. Đó, thích tóc đen hay tóc màu? Tóc màu. Sai, thích tóc đen. Vậy là thích búi chân rồi. Tóc màu á thì nhìn nó đẹp thôi, nhưng mà vẫn thích tóc đen. Tại vì tóc đen nhìn nó trắng. Thế chị bà đó. Đố mọi người, mình vẽ hoa hay vẽ cỏ? Vẽ hoa. Vẽ hoa hồng. Yeah. Trời ơi, đúng là những người fan trung thành. Fan. Fan gì? Trà sữa hay cà phê? Trà sữa. Tất nhiên là trà sữa rồi. Trà tắc hay trà đào? Trà đào. Trà tắc. Trà tắc. Yeah. Chứ nó ngủ mà điếu trà đào hoài mọi người. Đồ Quế Trần nấu hay đồ Thi em nấu? Đồ Quế Trần nấu. Tất nhiên rồi, tại Thi em có biết nấu gì đâu. À, em có nấu có. Nha. Công nhận cái này em nấu hơi bị ngon. À, smoothie xoài. Xoài. Smoothie chuối. Smoothie chuối. Xoài. Chứ chuối dạ, thì em chuối ngán. Thì không ngán nữa. Thì cũng ngán nhưng mà thấy nó ngon. Rồi ok Quế Trần đi Quế Trần. Nước lọc hay nước ngọt? Nước lọc.
giảm cân hay tăng cân? Tất cả là giảm cân. Không giảm đâu, lúc nào cũng là tăng cân á. Em thấy là tăng cân. Cái tâm huyết á mà giảm cân á thì là 100. Nhưng mà cái lúc á mà ăn á thì là 1000. Thích ở riêng hay ở chung? Tất nhiên là ở chung rồi. Ở riêng. Quý Trân thích ở riêng mà. Quý Trân rất là sợ bị ra rìa. Ồ, vậy hả? Cho nên là có cái lời đề nghị mà xuống dưới phòng của Quý Trân á. Ôi, xuống dưới phòng của Minh Thi Diệt Thi là Quý Trân xuống liền. Nhưng mà Minh Thi Diệt Thi có ý định đuổi mình lên lầu mọi người. Ủa, không dám đâu. Chị Hai á, mỗi lần mà chị Hai giận lẫy á là chị Hai mới là người có ý định mà chị Hai muốn đi xuống nhà á. Vừa chuyển xuống là tụi em đã nói rồi. Tụi mình cũng ghẹo là đó giận lẫy đi rồi ôm gối mình lên lầu ngủ đi. Nhưng mà may á lúc đó là không có. Chứ mà Hai như bình thường á ha là ôm xách gối mình lên lầu hết rồi.